Chào thầy và các bạn. Hôm nay mình xin làm bài tập thứ nhất, đó là sơ đồ giao tiếp của bột D IC PIC 18F4500 nối với IC chút mở rộng là 74HC573. Đây là IC đó. Đây là những ISO IC để kết nối LED, đó là IC 74HC595 và 4 con. Một con này nối với lại 8 LED như vậy. Đây, con nhất, con thứ hai, ba, bốn. Sau đây mình sẽ trình bày một bài mô phỏng đơn giản, đó là chớp tắt băng 2 LED. Đây là code của mình. Được rồi, chúng ta bắt đầu phần mô phỏng này. Chớp tắt 32 LED. Bài trình bày của mình đến đây là hết. Mong thầy, cảm ơn thầy và các bạn.